Mời bạn nữ. Rồi, bây giờ mình giới thiệu về mình đi. Dạ, lời nói là đầu tiên em cũng gửi lời chào và là chúc sức khỏe đến Quyền Linh và chị Cát Tường, người bạn nữ bên kia và toàn thể quý vị khán giả. Em tên Nguyễn Phương Khanh, 27 tuổi, đến từ Cà Mau. Hiện tại em làm việc tại Nhân Trạch, Đồng Nai. Em là nhân viên sản xuất cho công ty sản xuất về mặt hàng điện tử. Dạ, hôm nay em đến chương trình cũng gửi tới món quà cũng 2 tháng rồi. Do chương trình hẹn em lần đầu là do người bạn gái mẫu cuộc thừa, lần thứ hai bạn công việc gì đó, là hai món quà này em đã chuẩn bị 2 tháng. Món quà tuy nhỏ nhưng cũng là tấm lòng của em gửi đến anh chị. Em mong anh chị anh sẽ nhận giùm chị Cát Tường, chúc chị qua mà đưa chị ha. Dạ. Cảm ơn em rất là nhiều món quà này. Món quà của em cũng có ý nghĩa về sức khỏe, nói chung là cho mùa đông thì sắp tới thì cũng lạnh, thì nhưng món quà của em là tốt cho sưởi ấm, là những món quà của em là dầu nóng, là cho sức khỏe cho anh chị khỏi phải lạnh trong mùa đông. Rồi, dầu nóng, cảm ơn bạn. Rồi, mời bạn nữ giới thiệu. Dạ, chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh, chào tất cả quý vị khán giả. Chào bạn. Chào bạn nam bên kia, em tên là Lê Kim Sâm, năm nay em 24 tuổi. Hiện tại em đang làm việc ở phòng khám Hữu Nghị ở Gò Vấp. Em đến từ Quảng Ngãi. Ủa, em làm ở cái khoa nào trong chỗ phòng khám? Dạ, em làm khoa dược ạ. Rồi, hỏi bạn nữ đi. Hôm trước chương trình tính cho hai bạn gặp mà bạn... Mình cũng hỏi bạn nữ, bạn có phải là người mẫu cuộc thừa lần trước không bạn? Dạ, đúng rồi anh ạ. Ồ, vậy bên đây khỏe hẳn chưa em? Hôm nay bạn sức khỏe được tốt chưa bạn? Dạ, cũng đỡ rồi anh, cũng khoảng 90% rồi ạ. Rồi, bạn nữ, bây giờ mình chia sẻ chút xíu về con đường tình duyên của mình đi bạn. Nó lận đận long đong thế nào mà bây giờ vẫn ế? Dạ thì em cũng trải qua một mối tình đầu tiên thôi ạ. Thì cái mối tình lúc đó là em đang là sinh viên năm đầu, thì quen anh đó cũng lớn hơn em 3 tuổi thôi. Thì giống như là một số lý do là tính tình của hai đứa không có hợp nhau. Dạ, nên là chia tay cũng được hơn 2 năm rồi. Thì cái công việc của em á, tiếp xúc với mọi người cũng rất là nhiều, nhưng mà có lẽ là duyên chưa tới nên em chưa có quen ai được ạ. Cái này là nhân duyên dành cho bạn đó. Tại vì những người mà tham gia chương trình là chúng tôi phải trải qua, phải mời lên để mà gặp, rồi đi tìm người đúng yêu cầu của các bạn, rồi tìm đúng rồi tới ngày hẹn hai bạn lên. Bệnh bọn đó là chương trình vẫn chờ cái ngày mà hai bạn rảnh rỗi, đó là cái duyên đúng không? Đúng, sắp xếp được công việc mọi thứ, sức khỏe ổn định, ngồi đây gặp nhau, duyên vẫn còn đó. Không biết là hôm nay bạn có nắm bắt được hay không nha. Rồi, mình muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Với em á, thì từ trước tới giờ em sống chung với gia đình nên cái tính của em á, nó cũng hay còn con nít lắm. Em muốn tìm một người thật sự là chững chạc và chỉnh chu, để có thể giống như là anh có thể là dạy được em. Dạ, nói em nghe được á. Dạ. Trời ơi, bạn trai bên kia có muốn dạy bạn nữ không? Dạ, trong cuộc sống thì nói chung là dạy thì mình cũng không nói được tiếng gọi là dạy. Những điều sai lẽ phải thì hai người cùng tâm sự và đúng chia sẻ lẫn nhau thôi, chứ dạy thì không có ai quyền để dạy. Đúng rồi, hay đấy. Bạn không thích điều gì ở bạn nam? Dạ, bạn nam đừng có quá gia trưởng. Người Cà Mau có gia trưởng không bạn? Dạ. Không, dễ không gì. Không đâu, dễ gì, miền Tây mà. Đừng có nói nhiều quá anh. Đây chắc không nói nhiều lắm đâu. Không, chứ em nghĩ anh này nói nhiều lắm đây. Sao vậy? Sao tự nhiên em đoán chưa thấy người ta mà biết người ta nói nhiều? Tại cái lúc vô anh giới thiệu á, em thấy anh cũng nói hơi nhiều. Nhưng mà cái này là cần phải như vậy, em muốn như vậy. Dạ, giống như là cái chuyện gì mà cần nói thì mới nói, còn không cần thì thôi. Không, anh đã qua anh khớp anh rung rồi, anh nói vòng cái món quà anh thôi, đâu có gì đâu. Mùa đông nên tặng dầu nóng là đúng rồi. Sao bạn trai? Đó. Mình trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, em trải qua 2 mối tình. Mối tình đầu tiên của em thì lúc mà em 18 tuổi. Và mối tình thứ hai thì cách đây khoảng 2 năm. Sau này em biết ra là người đó là có công ăn việc làm, nói chung là ổn định gần nhà. Thì người đó thì lựa chọn như vậy rồi báo tin cho em. Vậy là lần đó tới giờ em không quen ai hết. Buồn quá. Dạ. Thôi chuyện cũ mình bỏ qua đi em. Bỏ qua chuyện cũ đi ha. Dạ. Bây giờ mình hâm nóng tình yêu bằng dầu nóng đi. Bà muốn tìm một mẫu người bạn gái như thế nào? Dạ, em thì cũng không đặt ra vấn đề về bạn gái cao hết. Em thì muốn có một người bạn gái là nghĩ về gia đình nhiều chút, là cho, nói chung là em từ nhỏ em tự lập, em không có lo lắng cho gia đình, cho ba mẹ em được nhiều. Thì sau này á, thì người bạn gái thay mặt em thương yêu ba mẹ em, cũng như thương yêu ba mẹ bên gia đình bạn gái. Như vậy em cũng cảm ơn lắm rồi. Dạ.
Bây giờ mình có, nãy mình nói về tính cách rồi ha, không thích gia trưởng, bây giờ về ngoại hình, mình có đặt ra cái chuẩn bạn trai của mình là mẫu người như thế nào không? Dạ thì em cũng không có đòi hỏi cầu kỳ lắm, em chỉ cần ảnh cao hơn em thôi, cao khoảng 1m68 trở lên là được. Ừ. Dạ. Mặt mũi bây giờ cao to. Nhìn được là được, chị nhìn được là được. Đương nhiên chị nhìn là phải được rồi. Mắt chị đâu có vấn đề. Sao không được phải không? Vậy được rồi, chị coi đi xem có gì chị nói với em. Đâu có được thì biết ý em sao chứ, chị coi vậy là ý chị rồi. Chào chị. Trời, chị thấy anh này anh được dễ sợ luôn em. Thôi em ngồi đi, được rồi em ngồi đi. Cảm ơn em nha. Dễ thương quá trời dễ thương, không dễ thương thiệt chứ không phải vậy mà dễ thương đâu. Nhưng mà bây giờ bạn có cái điều gì mình không thích ở người phụ nữ không? Em không thích chỗ phụ nữ xa xua với lại nhiều chuyện, như ví dụ như chuyện trong nhà thì nói chuyện với nhau thôi, đừng có nói chuyện người khác, vậy thì em không thích. Ừ. À, bây giờ mình chuẩn bị tới kết hôn chưa? Dạ có thể sớm nhất là cuối năm nay hoặc đầu năm cũng được. Vậy ha. Dạ tại vì trong gia đình của em cũng nôn để cho em lập gia đình. Rồi đến qua anh coi đàn gái sao nha, tình hình tiến sớm là được càng tốt. Ủa à, chào anh. Dễ thương quá. Nãy giờ em nghe ảnh nói em cảm nhận sao? Em thấy giống như là người em đang cần tìm à. Dạ. Anh dễ thương lắm. Dạ. Anh thấy anh hiền lành lắm á. Dạ. Ha? Rồi giờ cưới liền được không? Dạ cho em thời gian tìm hiểu đi ạ. Nhiều. Bao lâu? Thì khoảng 6 tháng đến 1 năm là được. 6 tháng nha. Thì được rồi. 6 tháng được á. 6 tháng. Hôm nay mình đi có ai vô ủng hộ mình không? Dạ có, em đi với sếp với lại mấy bạn ạ. À chào chị. Xin chào hai MC rất là dễ thương, Quyền Linh và Cát Tường. Chào tất cả khán giả trong trường quay. Thì em Sâm là làm việc với tôi cách đây cũng 2 năm rồi. Theo tôi đánh giá thì cái cô này rất là dễ thương, mà làm việc rất trách nhiệm. Rất là sợ gia trưởng. Dạ, con công việc nhà con giỏi lắm, con nấu nướng này kia cũng được. Con không gia trưởng. Cô ủng hộ mối tình này không cô? Cô thấy là dễ thương được, nhưng mà quan trọng là cái cảm nhận của cô bé này. Dạ. Ừ. Dạ cảm ơn. Em trai đi với ai? Dạ em đi với người bạn đồng nghiệp và ba nuôi. À ba nuôi. Rồi chào bác. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, dạ. Chào ekip chương trình, khán giả trường quay. Sao nhận làm con nuôi bác? Cháu nó ở gần, thấy cháu nó ngoan, rồi là nó đi làm này khác nó chịu khó anh. Thế mà về nhà nó cơm nước này khác nó giỏi. Thì thấy nó ngoan ngoãn thì mình nhận nó con cái, rồi nó cũng coi như là quan tâm đến gia đình, nó cũng như là con cái trong nhà. Nói chung là đến cái chương trình này là các cháu có nhiều cái thuận lợi, vì mọi cái yêu cầu của các cháu là ban cố vấn chương trình người ta cũng coi như là tìm hiểu kỹ, và các cháu ít nhất là đạt đến trên 50% những cái yêu cầu lớn của các cháu rồi. Thế còn những cái nhỏ nhỏ thì từ từ các cháu khi về sống với nhau thì rồi dần dần những cái nhỏ ấy thì rồi mình sẽ tự chia sẻ san lấp nó đi. Dạ. Chứ còn không thể có những cái mối tình nào mà ngay từ đầu chúng ta tìm nó đẹp cả được. Dạ. Theo bác nghĩ rằng là đã đến đây thì là các cháu được. Thế còn quyết định là các cháu. Dạ. Dạ. Rồi cảm ơn bác. Dạ, cha nuôi nói vậy cũng tốt ha. Dạ, cũng cảm hỏi ơn ý bạn. Kiến của bạn không? Em có đi với bạn nữa phải không em? Dạ, bạn đồng nghiệp ngồi kế bên bạn. Hỏi ý kiến của bạn tí. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Em nhận xét. Chào khán giả. Dạ. Theo em thì em nhắn nhủ với anh Khanh một lời là phải chuẩn bị tinh thần thật kỹ nha. Cô gái bên này là rất là tuyệt vời. Cảm ơn em. Ngắn gọn mà xúc tích đầy đủ ý nghĩa. Được đấy. Rồi, nào, bây giờ cho hai người gặp nhau đi. Dễ thương đấy. Nào. Dạ, lần đầu gặp em thì anh có món quà tặng em. Món quà của anh cũng không có giá trị gì vật chất cho mấy. Thì nói chung đây là cái giá trị tinh thần và sức khỏe. Dạ, cảm ơn anh. Để tặng em. Dạ. Tâm lý quá. Nói chung thì nói đi bạn. Gặp em thì anh cũng cảm nhận là thấy em dễ thương. Cũng đối với anh là được 90% trong cái ánh nhìn của anh. Dạ. Còn về em suy nghĩ về anh như thế nào? Em thấy giống như anh là hình mẫu mà em đang tìm. Rồi đâu mà. Cảm ơn. 90% bên như đang tìm. Rồi. Vậy thôi mình tính tới chuyện tương lai đi. Kế hoạch của mình sau này định hẹn hò sao rồi kết hôn. Em nghe nói anh ở Đồng Nai thì cái khoảng cách nó cũng hơi xa. Có thể những ngày anh nghỉ, ngày anh rảnh anh sẽ dành thời gian hết cho em. Tính em hay suy diễn lắm, nhiều khi em như là em hay giận hờn lắm, tính còn trẻ con lắm, mà không biết anh có chấp nhận được không? Gì căng thẳng tháo kiến nào trời. Cũng không có gì để khó khăn đâu em, nếu mà yêu nhau thì xa,
lâu gặp một lần nó mới quý. Chứ gần nhau hoài anh thấy không có chuyện gì để vui, không có chuyện gì mà để... Cái gì vậy? Ủa đây lâu mốt vợ chồng ở nhà hoài rồi sao? Không phải, nói do hoàn cảnh bây giờ á, công việc, vì công việc người ta có người phải đi nước ngoài làm ăn, có người ở trong nước cũng chờ đợi như vậy. Anh với em thì trong nước Việt Nam cũng quá gần rồi, cũng không, nói chung là không có khó khăn gì cho mấy đâu. Giờ em thấy con tim mình thế nào Khanh? Dạ em có cảm động, rung động lắm rồi. Bạn gái cảm nhận như thế nào? Con tim mình nó như thế nào? Hồi hộp. Chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định. Rồi nào, đặt tay ra sau nút bấm. Mời hai bạn để tay vào nút bấm. Suy nghĩ thật kỹ nha. Đây là thời khắc quan trọng nhất. 1 2 3 Bấm một mắt, bấm mắt vợ. Bọn trẻ bây giờ. Sao bạn nói sao, bạn trai nói sao, Khanh nói sao Khanh? Bấm sớm chứ không bấm sớm mắt vợ. Dễ thương mà. Nắm tay nhau đi bạn. Hôn không hôn mất vợ luôn á. Không hôn mà cho anh ôm. Cho anh ôm cái đi kìa. Thôi được rồi anh. Mình né như vậy. Anh đâu có hôi đâu. Đây, gửi tặng các bạn những chiếc vé xem phim. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Prilus. Dạ cảm ơn chị, cảm ơn. Đây, một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng tại Đà Nẵng hoặc thành phố Hồ Chí Minh, áp dụng với các hệ thống của áo cưới Island nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Đặt tay nhau đi xem phim nào các bạn. Không buông đâu. Không buông nha. Rồi,